lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh người khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Nam mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo, và con xin cúi đầu đảnh lễ ngài thượng tọa Tệ Siêu và ngài thượng tọa Giác Đẳng. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh sẽ do thượng tọa Tuệ Quyền giảng dạy, và con kính cung thỉnh ngài thượng tọa Tuệ Siêu Từ Bi Quang Hỷ dẫn nhập bài học hôm nay cho chúng con. Nam mô Bụt Tha Giá. Em sư đang nắp mô của thầy à? Cái đại lễ Đức Phật. Dạ không, chút xíu nữa sư sư gọi lại. Dạ, xin chào. Dạ. Tôi các vị trong lên mô thai cho cái lễ pháp, cái lễ tập chư tôn đức kính thưa Phật tử. Có những trường hợp tiểu kinh và đại kinh cùng một tựa đề, nó giống cái nội dung, chỉ pháp nó chỉ khác duyên sự thôi, nhưng mà riêng về cái ái tận tiểu kinh và ái tận đại kinh này đó, thì cái tên kinh thì giống, cũng là đoạn tận ái hay là ái tận, nhưng mà về cái nội dung thì hoàn toàn xa luôn cả cái, không những là cái duyên khởi nó khác nhau, mà cái nội dung cũng khác nhau hoàn toàn. Cho nên hôm nay chúng ta học về Ái Tận Đại Kinh, là một bài kinh rất dài. Bài kinh này sẽ chia ra làm hai phần. Thượng tọa Giác Đẳng cho chúng ta học hai buổi, buổi nay và buổi mai.
Thì thưa quý vị, thường khi mà chúng ta nghe nói đến thập nhị duyên khởi hay là thập nhị nhân duyên, chúng ta chỉ học một mảng đó thôi, nhưng mà chúng ta qua bài kinh này chúng ta sẽ thấy rằng là chính là nhân duyên đó, đó là một cái công thức để giúp cho chúng ta phá tan được cái tà kiến. Bởi vì chính do cái này có cho nên cái gì mới có, chứ không có một cái pháp nào, không có cái gì mà nó hiện khởi một cách đơn thuần và nó tồn tại được. Và ở trong cái đoạn kinh, cái đoạn đầu mà chúng ta học trong ngày hôm nay, thì chúng ta cũng có nhắc đến cái thập nhị nhân duyên, nhưng mà chúng ta chỉ nói về cái phần tập khởi của các pháp mà thôi. Và trong cái đoạn đầu của bài kinh thì chúng ta chưa có nghe nói đến cái gì có liên quan đến đoạn tận ái. Nhưng mà cái tựa bài kinh ngày hôm nay thì nó là ái tận đại kinh hay là đại kinh đoạn tận ái. Thì cũng xin nói trước để các Phật tử chúng ta hiểu là ngày mai chúng ta học trong cái đoạn chót đó, thì Đức Phật này có nhắc đến. Và chính cái câu kết luận của Đức Phật đó, là cái tựa đề của bài kinh này. Bây giờ thì xin mời cô Từ Mẫn đọc cho chánh văn của bài học, rồi sau đó chúng ta sẽ thỉnh Thượng tọa Tây Quyền vị giảng sư trong ngày hôm nay sẽ thuyết giảng bài học này. Nam mô Phật Thầy. Xa thú lành thay, và cùng chúng con thành kính tri ân ngài Tuệ Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Sau đây con xin đọc bài chánh văn. Dạ, xin Như Quỳnh. Dạ, dạ kính cảm ơn xin. Dạ, một bài cho tôi mẫn. Hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 1 năm 2020. Giáo trình trung bộ kinh Majjhima Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Bài 38 Đại Kinh Đoạn Tận Ái. Maha Tăng Hà Sằng Khá Giá Xuất Tá. Từ câu 461 đến 466 sẽ được giảng sư Tuệ Quyền điều học và Thượng tọa Giác Đẳng. 461. Tại sao gọi là Đại Kinh Đoạn Tận Ái? Maha Tăng Hà Sằng Khá Giá Xuất Tá. Tên bài kinh được đặt dựa trên nội dung, dựa trên lời dạy của Đức Phật về đoạn tận ái chấp. Gọi là đại kinh vì bài kinh này dài hơn so với bài kinh trước, ngắn hơn. Bản dịch tiếng Việt trước kia còn có tên là Ái Tận Đại Kinh. 462. Đại ý đại kinh đoạn tận ái là gì? Một tỳ kheo tên là Xà Ti cho rằng theo những gì đã nghe được từ Đức Phật thì có một thức hằng chuyển đi từ kiếp này sang kiếp khác, tạo nên dòng sanh tử. Sự việc được trình lên Đức Phật, bậc đạo sư đã khẳng định cái nhìn thường kiến đó là sai lầm. Rồi Ngài dạy về dòng hiện hữu là sự kết nối của những hiện tượng do nhân, do duyên sanh diệt rồi nối nhau
Bài kinh là một giảng dạy khúc chiết về thường kiến, một thứ kiến chấp sai lạc, giáo lý duyên khởi và hành trình tu chứng, ý cứ trên sự hiểu biết của căn, cảnh và thức. Tỳ kheo Xà Tỳ là ai? Tại sao nhận thức của vị ấy là sai lạc? Đó là một tỳ kheo không học nhiều về giáo pháp mà chỉ chú tâm nghe và nhớ những câu chuyện tiền thân. Chataka. Từ những câu chuyện này, vị tỳ kheo ấy chấp thủ quan điểm thường kiến là có một sự ngã thường hằng dưới dạng tâm thức, đi từ kiếp này sang kiếp khác trong luân hồi rồi hồi sanh tử. Quan niệm này thật ra rất phổ thông với nhiều Phật tử ngày nay với niềm tin về một linh hồn bất diệt. Đức Phật dạy thế nào về sự sai lầm của thường kiến? Thường kiến là một kiến chấp sai lạc của phần lớn chúng sanh. Trong bài kinh này, Đức Phật dùng chính trọng điểm sau đây để soi sáng cái nhìn sạc của thế gian về sự sống hằng hữu, hằng cửu. Sự hiện khởi của các thức đi chung với căn và cảnh, chất liệu nuôi dưỡng sự sanh khởi và tồn tại tứ thực, ái dục là một đầu mối của duyên sinh. Bài học về y tương sinh, những vấn đề trong nhận thức về bản ngã, bản chất hằng chuyển trong một kiếp sống, sự tương tác giữa hai thế giới chủ quan và khách quan, con đường tháo gỡ ngã chấp, đoạn tận ái và trạng thái giải thoát. Có thể nói đây là bài kinh chứa đựng nhiều chi tiết quan trọng về sự sai lầm của thường kiến và con đường vượt thoát chấp thủ sai lầm ấy. 465. Tại sao sự chấp thủ thường kiến là không hiểu rõ về sự hiện khởi của các thức đi chung với căn và cảnh? Quan niệm thường kiến thường dựa lên lập luận về một tâm thức hay linh hồn bất diệt. Theo Phật Pháp thì thức không sanh khởi độc lập mà đi chung với căn và cảnh. Này các tỳ kheo, do duyên mà thức sanh, và thức ấy có tên tùy theo duyên ấy. Do duyên mất và các sắc, do duyên không sinh sám hối, do duyên mất và các sắc, thức sanh và thức ấy có tên là nhãn thức. Do duyên tai và cánh, thức sanh và thức ấy có tên là nhĩ thức. Do duyên mũi và các hương, thức sanh và thức ấy có tên là tỷ thức. Do duyên lưỡi và các vị, thức sanh và thức ấy có tên là thiệt thức. Do duyên thân và các xúc, thức sanh ấy và thức ấy có tên là thân thức. Do duyên và các pháp, thức sanh và thức ấy có tên là ý thức. Này các tỳ kheo, do duyên nào lửa sanh và lửa ấy có tên tùy theo duyên ấy? Duyên củi, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa củi. Duyên vỏ gỗ bào, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa vỏ bào. Duyên cỏ, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa cỏ. Duyên phân bò, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa phân bò. Duyên trấu, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa trấu. Duyên đóng rác, lửa xanh, lửa ấy gọi là lửa đóng rác. Cũng vậy này các tỳ kheo, do duyên thức xanh và thức ấy có tên tùy theo duyên ấy. Do duyên mắt và các sắc, thức xanh và thức ấy có tên là nhãn thức. Do duyên tai và các tiếng, thức xanh và thức ấy có tên là nhĩ thức. Do duyên mũi và các hương, thức sanh và thức ấy có tên là tỷ thức.
do duyên lưỡi và các vị thức sanh, và thức ấy có tên là thiệt thức. Do duyên thân và các xúc thức sanh, và thức ấy có tên là thân thức. Do duyên ý và các pháp thức sanh, và thức ấy có tên là ý thức. Với sự hợp này thì rõ ràng căn thay đổi, như người già mắt mờ tai điếc, hai cảnh thay đổi, nhưng hết thấy cảnh này sang cảnh khác thì tâm thức phải thay đổi. Bảo rằng dù căn cảnh thay đổi nhưng tâm thức thường hằng là không hiểu về xúc hay sự tập hợp của ba yếu tố căn, cảnh và thức. Tại sao chấp thủ thường kiến là không hiểu rõ tất cả sự hiện hữu đều cần chất liệu nuôi dưỡng, sự sanh khởi và tồn tại tướng thực? Cũng như một ngọn lửa cháy nhờ nhiên liệu, hai cây cỏ sống còn nhờ phân đất, tất cả sự tồn tại của pháp hữu vi đều cần chất liệu nuôi dưỡng để tồn tại mà Đức Phật gọi là tướng thực. Này các tỳ kheo, các ông có thấy sinh vật này hay không? Bạch Thế Tôn, có thấy. Này các tỳ kheo, các ông có thấy sự tác thành sinh vật do món ăn ấy không? Bạch Thế Tôn, có thấy. Này các tỳ kheo, các ông có thấy do sự đoạn diệt các món ăn ấy, sinh vật ấy cũng bị đoạn diệt không? Bạch Thế Tôn, có thấy. Này các tỳ kheo, vì do dự nên nghi hoặc sanh, sanh vật này có thể không có mặt. Bạch Thế Tôn, có vậy. Này các tỳ kheo, vì do dự nên nghi hoặc sanh, sự tác thành của món ăn ấy có thể có hay không? Bạch Thế Tôn, có vậy. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ, lần nữa thành kính tri ân quý sư và quý hữu, con đã đọc xong bài chánh văn. Dạ, con kính cung thịnh thượng tọa tại quyền từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bố Tha Giá. Con kính cảm ơn xin như quỳnh. Dạ, dạ chưa hết. Dạ, dạ con xin sám hối, tại vì từ mẫn không thấy trên bảng. Này các tỳ kheo, vì do dự nên nghi hoặc sanh, do sự đoạn diệt các món ăn ấy, sanh vật ấy có thể bị đoạn diệt hay không bị đoạn diệt? Bạch Thế Tôn, có vậy. Này các tỳ kheo, nếu thấy như thật với chánh trí tuệ thì sự nghi ngờ này được trừ diệt sanh vật hay là có thể không có mặt? Bạch Thế Tôn, có vậy. Này các tỳ kheo, nếu thấy như thật với chánh trí tuệ thì sự nghi ngờ này được trừ diệt, sự tác thành của món ăn ấy có thể có hay không? Bạch Thế Tôn, có vậy. Này các tỳ kheo, nếu thấy như thật với chánh trí tuệ thì sự nghi ngờ này được trừ diệt do sự đoạn diệt các món ăn ấy, sanh vật có thể bị đoạn diệt hay không bị đoạn diệt? Bạch Thế Tôn, có vậy. Này các tỳ kheo, sanh vật này có mặt đối với vấn đề này ở đây, các ông có phải không, có nghi hoặc không? Bạch Thế Tôn, có vậy. Này các tỳ kheo, sự tác thành của món ăn ấy đối với vấn đề này ở đây, các ông có phải không có nghi hoặc không? Bạch Thế Tôn, có vậy.
Này các tỳ kheo, do sự đoạn diệt các món ăn ấy, sanh vật ấy có thể bị đoạn diệt đối với các vấn đề này. Ở đây các ông có phải không có nghi hoặc không? Bạch Thế Tôn, có vậy. Này các tỳ kheo, sanh vật này có mặt đối với vấn đề này. Có phải các ông khéo thấy nhờ như thật, chánh trí tệ không? Bạch Thế Tôn, có vậy. Này các tỳ kheo, sự hiện hữu của sanh vật ấy là do các món ăn ấy tác thành. Này các, này có phải các ông khéo thấy nhờ như thật, chánh trí tệ không? Bạch Thế Tôn, có vậy. Này các tỳ kheo, do sự đoạn diệt các món ăn ấy, sanh vật ấy có thể bị đoạn diệt đối với vấn đề này. Có phải các ông khéo thấy nhờ như thật, chánh trí tệ không? Bạch Thế Tôn, có vậy. Này các tỳ kheo, đối với tri kiến này được thanh tịnh như vậy, được làm cho sáng như vậy, các ông chấp trước lấy làm hãnh diện, truy cầu xem là của mình, thì này các tỳ kheo, các ông có thể hiểu ví dụ chiếc bè nói pháp được giảng dạy là để đưa vượt qua, không phải để nắm lấy. Bạch Thế Tôn, không. Nhưng này các tỳ kheo, đối với tri kiến này được thanh tịnh như vậy, được làm cho trong sáng như vậy, nếu các ông không chấp trước, không lấy làm hãnh diện, không truy cầu, không xem là của mình, thì này các tỳ kheo, các ông có thể hiểu ví dụ của mình, thì này các tỳ kheo, các ông có thể hiểu ví dụ là của mình, thì này các tỳ kheo, các ông có thể ví dụ chiếc bè nói pháp được giảng dạy để đưa vượt qua, không phải để nắm lấy. Bạch Thế Tôn, có. Này các tỳ kheo, có bốn món ăn giúp cho an trú các loài hữu tình và sanh, hay phò trợ các loài hữu tình sẽ sanh. Thế nào là bốn? Đoàn thực hoặc thô hoặc tế. Thứ hai là xuất thực. Thứ ba là tư niệm thực. Và thứ tư là thức thực. Và này các tỳ kheo, bốn món ăn này lấy làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân. Bốn món ăn này lấy ái làm nhân duyên, lấy ái làm tập khởi, lấy ái làm sanh chủng, lấy ái làm nguyên nhân. Này các tỳ kheo, ái này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân. Ái lấy thọ làm nhân duyên, lấy thọ chủng, thọ làm nguyên nhân. Này các tỳ kheo, thọ này lấy gì làm nguyên nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân. Thọ ấy xúc làm nhân duyên, lấy xúc làm tập khởi, lấy xúc làm sanh chủng, lấy xúc làm nguyên nhân. Này các tỳ kheo, xúc này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân. Xúc ấy sáu nhập làm nhân duyên, lấy sáu nhập làm tập khởi, lấy sáu nhập làm sanh chủng, lấy sáu nhập làm nguyên nhân. Này các tỳ kheo, sáu nhập này lấy gì làm nguyên nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân. Sáu nhập lấy danh sắc làm nhân duyên, lấy danh sắc làm tập khởi, lấy danh sắc làm sanh chủng, lấy danh sắc làm nguyên nhân. Này các tỳ kheo, danh sắc này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân. Danh sắc lấy thức làm nhân duyên, lấy thức làm tập khởi, lấy thức làm sanh chủng, lấy thức làm nguyên nhân. Này các tỳ kheo, thức này lấy gì làm nhân duyên,
lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân. Thức lấy hành làm nhân duyên, lấy hành làm tập khởi, lấy hành làm sanh chủng, lấy hành làm nguyên nhân. Này các tỳ kheo, các hành này lấy làm gì, lấy gì làm nguyên nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân. Các hành ấy vô minh làm nhân duyên, lấy vô minh làm tập khởi, lấy vô minh làm sanh chủng, lấy vô minh làm nguyên nhân. Như vậy Phật Pháp dạy rằng tất cả hiện tượng, vật chất hay tâm thức đều tồn tại do chất liệu nuôi dưỡng hay tứ thực. Chất liệu nuôi dưỡng vô thường thì tâm thức không thể hằng cửu. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Đại Quyền từ bi quan hỷ giảng thuyết bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Con thành kính tri ân quý sư và quý đạo tràng, và kính cảm ơn Sức Như Quỳnh đã giúp cho bót bài. Con xin xuống bức. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sang Khai Giá. Giờ thưa đại chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Như Quỳnh, cảm ơn quan nguyện cùng từ mạng toàn chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Đức Pháp và đến Đức Tăng. Chúng con kính lễ đến Đức Sư Phụ Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, đời Đức Phật Tính, Sư Nguyên Thông, Sư Tinh Tâm cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Xin chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử và xin bắt đầu vào thời gian Arahant Samma Sambuddho Phakawa Buddham Phakawan Tăng. Apiwa Devi Swakato Phakavata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phakavato Savaka Sangho Sangkang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương công đức tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Người nhà quê lực tam bảo hàng gia hội đến trên tôn đức tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam Mô Bụt Tha Giá. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái bài kinh mà đại kinh Độn Tận Ái. Có thể nói bài kinh này rất là hay, nói lên một cái điều hoài nghi, cái điều thắc mắc, cái sự mệt mỏi của tất cả chúng ta. Có thể nói rằng là không biết từ đâu mình sang tới đây, rồi mình đi về đâu, hay là nó sẽ như thế nào. Thì như trong kinh văn chúng ta thấy đại Đức Phật này nói về giải thích một cách tường tận cho tỳ kheo Sa Tý được biết. Quả thật như vậy thì thường thường đó, chúng sinh hãy sanh ra, có sanh đó, thì phải có chết. Mà cái chết đó thì chúng ta thường nghĩ rằng cái linh hồn nó rời cái thể xác, cái linh hồn đó đi tái sanh, đi tìm chỗ nơi này nơi kia trú, để dựa vào đó thì cái linh hồn đó thì đó chính là một thường kiến. Mà ở trong kinh văn, ở trong giáo lý nhà Phật không có nói về cái linh hồn, nói rằng thức đi tái sanh. Nếu chúng ta cho rằng thức nó thay thế một linh hồn thì chúng ta nói như vậy khi chúng ta hiểu biết được Phật pháp. Thức đây là thức tái sanh, và thức tái sanh này nó phải hội đủ yếu tố và nguyên nhân của chính nó. Chứ không phải là chúng ta cứ nghĩ rằng là nói thức vậy nó là một cái đơn cử thôi. Thức tiếp tục, và tự thức tiếp tục này nó phải có nơi trú, nơi nương. Nương nơi đâu? Dạ, nương nơi đó, nơi cái danh sắc đó mà nó mới được hiện khởi. Cho nên chỉ có cái linh hồn không mà chúng ta cho là cái linh hồn thì đó chính là một điều không đúng, mà nó phải được hội tụ. Mà từ xưa tới giờ quả thật như vậy, như lời trong kinh văn đã nói, thì chúng ta cứ cho rằng khi mà chúng ta chết thì hồn lìa khỏi xác, chúng ta thảm hỏi tức là hồn lìa khỏi xác thì lập tức thì tìm một cảnh giới nó tái sanh, hay là chúng ta gọi là đầu thai đó, chúng ta gọi là đầu thai. Thì ở đây Đức Phật nó không có nói như cái cách đó được.
mà nó phải hội đủ. Mà cái chi phần đầu tiên đó chúng ta biết là do do ái vô minh, nhưng sự thật ra chính là cái đầu tiên đó, cái duyên khởi của chính nó đó chính là do vô minh và hành. Cái nhân của quá khứ đó nó tác tạo đẩy tới cái tương lai của chúng ta tái sinh hiện tại. Thức danh sách đột nhập xúc thọ ái thủ ngủ, tức là hai cái thức, tức là hai cái duyên khởi đầu, nó là nhân của quá khứ, rồi từ thứ ba cho tới thứ mười hiện tại này, cái mà thức danh sách lục nhập xúc thọ ái thủ hữu giờ về duyên sanh sanh cho lão tử, thì lão tử đó chính là ở tương lai. Còn sự thật ra mà nói thì cái gì là ngay chỗ hiện tại này thì chính là từ cái thức này, cái quá khứ này nó tác tạo để cho chúng ta sanh vào cái hiện kiếp này. Nếu chúng ta học về ví dụ pháp đó, thì chúng ta sẽ, nếu học về ai học qua 12 duyên khởi thì cái này rất là hay. Chứ ở đây không phải cái linh hồn đi tái sanh, không phải cái linh hồn đó mà nó đi mà nó tìm chỗ trú, tìm chỗ nương gì cả, mà chính là do cái gì, là do thức chúng sinh, hay là cái thầy tỷ kheo chính vì không giác ngộ, không thấy rõ đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đến khổ diệt, mà chính ta và các thầy mới bị lương chuyển luân hồi vô số kiếp. Thì chúng ta gọi là từ trong vô thủy luân hồi, chính là chúng ta nói vì cái vô minh đó chúng ta không thấy, không biết, không hiểu, mà nó dẫn dắt chúng ta là đi. Và chính cái vô minh đó cho nên chúng ta mới tạo nên cái gì, việc lành việc ác, hay là các cái sinh và các cái cõi thiền luôn, tức là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Từ chỗ đó mà tất cả chúng sinh nương vào do cái hành động của mình làm cái thiện ác đó, mà nó đưa đến một cái thức tái tục, dẫn đến cái thức tái tục. Thì cái thức tái tục này nó làm nhân làm duyên. Khi chúng ta đọc ở trong đây thì chúng ta mới thấy rằng một cái điều mà tuyệt vời, khi mà sự hiện khởi của các thức á, khi mà thức nó đi á, thì nó phải đi chung với căn cảnh. Bây giờ nếu như nó tái tục, nó tái tục ở đâu, thức nó đi đâu, khi mà sắc na tử cuối cùng vừa chấm dứt thì phải khởi sanh một cái sắc na mới, tức là sanh duyên, tức là thủ, tức là giữ không được do cái sự vô thường. Mà chính cái sự vô thường này, hữu sanh, sanh hữu và nghiệp hữu, dẫn đi tái sanh. Và chúng ta dẫn đi, chúng ta đi tái sanh ở các cảnh giới. Thì thế, kính thưa quý vị, đó chính là sanh hữu nghiệp hữu. Mà sanh hữu nghiệp hữu này do thức. Thì thức ở chỗ này, cái này không phải thức, tức là thức của hiểu biết, mà đây chính là thức tái tục, là 32 quả thức tái tục. Chính 32 quả thức tái tục này dẫn chúng sinh sanh ở cõi vui, cõi khổ, ở cõi dục giới, ở cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Và cõi dục này là cõi vui hoặc là cõi khổ, còn cái sắc giới là các thiền, và cõi vô sắc giới cũng là các cõi thiền, mà thiền vô sắc hoặc thiền sắc giới. Thì kính thưa quý vị, chính cái danh sắc này, thức này, nó phải có cái gì, nó phải có cái căn cảnh. Ở đây chúng ta muốn nhớ là trong kinh, chất liệu nuôi dưỡng để sự sanh khởi nó tồn tại, mà nó tồn tại đó nó do tứ thực. Cái điều này hết sức là đặc biệt, tức là có đoàn thực, có xúc thực, có tư niệm thực và có thức thực. Chúng sinh ở cõi dục chúng ta thì chúng ta có mắt tai mũi lưỡi thân, chúng ta hay hoặc ở cõi người, ví dụ tôi nói về cõi người đi, cái con người thì có nhãn nhĩ thị thực thân và ý căn. Thì nhờ những cái chất liệu đó nó sẽ dẫn đi cái thức này, nó sẽ nhập vào cái danh sắc. Cái danh sắc đó chính là cái danh sắc của ở cõi ngũ uẩn, tức là danh sắc này, tức là có thể nói là nó chia ra ở cõi ngũ uẩn, ở cõi nhất uẩn, ở cõi tứ danh uẩn, tức là thức duyên cho danh, rồi thức duyên cho sắc, thức duyên cho danh sắc. Thì ở đây
chính chúng ta là có kiếp con người thì thức duyên cho danh sắc đầy đủ, có mắt tai mũi lưỡi. Thì ở đây bây giờ thức nó đưa vào một cái, ví dụ bây giờ nó sanh về cái cõi người, thì cái cõi người đó nó có đầy đủ cái gì, nó có danh, đưa được cho cái danh sắc này, chính đưa vào cái danh sắc này có đủ cái kiếp con người, thì kiếp con người này nó có sáu cái nhập, tức là sáu cái căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, vị căn, hay là nhãn nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập, hay là sáu cửa, sáu đường đó, nó mới đưa đến sáu đường đó. Chính có sáu đường này là nó có cái có cảnh thức đó, phải có cái gì, ít nhất không có cảnh sắc thì cũng phải có cảnh thinh, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Không có cảnh xúc, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, ít nhất cũng có cảnh pháp. Nếu mà sanh về ở cõi vô sắc thì có cảnh pháp, để phải có căn, phải có cảnh. Bây giờ căn cảnh nó như thế này, bây giờ chúng ta có con mắt, bây giờ quý vị vào nhìn vào màn hình, chúng ta thấy màu xanh lá cây, màu tím, màu đỏ, màu vàng, vân vân. Thì trước nhất là mình phải có cái gì, phải có con mắt, và phải có sắc, cảnh sắc. Từ chỗ đó nhãn thức sanh khởi, cho nên gọi là nhãn thức. Mà hồi nãy cái định nghĩa ở dưới đó rất là hay. Cho nên đó như đống lửa ở đống rác thì nó phải có cái gì, có rơm, có lửa, và nó gọi là cái lửa, lửa đống rác, hay là lửa đống rơm. Thì cũng vậy, có con mắt để thấy, con mắt để thấy là nó phải hội tụ có căn cảnh thức. Bây giờ nếu như mà người đuôi không thể thấy, bởi vì người đuôi không có nhãn thức, bởi vì cái nhãn căn nó không có, nó có con mắt nhưng một con mắt đó như là con mắt giả. Mà ở đây tức là chúng ta cái nhãn nhục của chúng ta nó có, và tự nhãn nhục này phải có cảnh mới thấy được. Và thấy đó mà thấy được phải do nhãn thức, từ chỗ đó mới xúc được cái cảnh, mới đây là đẹp, mới cảm nhận được cái cảnh, cảnh này cảnh đẹp. Và chính cảm nhận được cái tức là xúc đó, xúc đó thì nó cái cảnh này cảm thấy, chúng ta cảm thấy nó vừa lòng hay nó không vừa lòng, cảm thấy nó khó chịu hay cảm thấy bình thường, thì chính là thọ sanh. Cái chỗ này hết sức là đặc biệt. Bây giờ thì cũng vậy, cái thức mà nó đi tới tục nó phải có căn cảnh, tức là có cái món ăn của chính nó. Món ăn của chính nó là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Thì chúng sinh ở cái cõi ngũ uẩn này thì nó có ăn đủ bốn cái, đó chính là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Nó ở cõi ngũ uẩn, còn với chúng sinh ở cõi nhất uẩn thì chỉ có sắc uẩn thôi. Còn ở cõi tứ danh uẩn thì nó có cái gì, kính thưa quý vị, tức là có cả, có tức là có xúc thực, có tư niệm thực và có thức thực, chứ không đầy đủ. Nó phải được cái món ăn đó, cái món ăn đó chính là cái gì, có một cái mà xúc hiện khởi là do cái gì, cũng phải do có căn cảnh thức mới hiện khởi được. Xúc khởi sanh do có căn, do có cảnh, do có thức, cho nên xúc sanh. Mà xúc sanh do cái gì, do có danh sắc, xin lỗi, do có lục xúc, cho nên có lục, do có lục nhập, cho có sáu cửa này nó dẫn đến sáu xúc, do có sáu xúc này dẫn đến sáu thọ. Thì món ăn của chính nó, tức là nếu như ở sáu thọ thì có những chúng sinh tái sanh ở cõi dục giới thì nó đầy đủ. Còn nếu đầy đủ các chất liệu, tức là gồm có cái gì, có cái đoàn thực ở đây, tức là nói cơm nước bánh trái ngũ cốc, hay là những cái gì nó thuộc về. Còn có những chẳng hạn như ở cõi vô sắc chỉ có tâm thôi, có tư niệm thực, có thức thực. Bây giờ ngũ uẩn của chúng ta không có ăn, chúng ta vẫn sống ở đó, tư niệm thực, có thức thực, có xúc thực. Như các cái nhà yoga người ta dùng dưỡng xúc thực bằng tâm, tức là cái khí vào cũng có cái thở, cũng có tỷ thức, nó có mà. Hay là người ta có gì, có cái tư niệm nhớ lại, ghi nhận lại, biết lại, hay hoặc là do cái vui, hay do cái định vị, do định ở trong một cái
cái cảnh nào đó, đó chính là cái thức nào đó, chẳng hạn như bây giờ đó chính là người ta cảm thấy vui, người ta cảm thấy nó bình thường, thì các năng lượng nó đủ để tồn tại trong thời gian. Cho nên ở đây cái điều này nó rất là hay. Cho nên vì vậy hoàn toàn không có cái thức nào, cái linh hồn nào đi tái sanh, cái linh hồn nào dẫn dắt chúng sinh từ kiếp này qua kiếp nọ là do có một linh hồn đó, một cái linh hồn đó rồi nó trường tồn bất biến, rồi chúng ta chấp trên linh hồn đó. Cái linh hồn ta sẽ đi về đâu, con người ta nó sẽ đi ra sao, thì sự thật ra do có căn cảnh thức đầy đủ cái chất liệu của cái danh sách, mà nó đủ cái yếu tố của tứ thực. Ở đây nói rõ là yếu tố của tứ thực là đoàn thực, xúc thực, thực tư nhân thực, mà chúng sinh thường thường chấp thủ sai lầm, cho nên gọi là cái thường kiến như vậy, tức là chấp về thường còn, tức là kiến chấp sai lệch. Cho nên bởi vì sự sanh khởi của thức đi chung với chất liệu của sự sanh khởi, và nó tồn tại tứ thực, mà do cái gì, do ái nó làm nhân làm duyên, nó tạo cho chúng ta. À, bây giờ thường thường chúng tôi nói cho quý Phật tử nghe như thế này là hiểu. Chính vì vô minh dẫn chúng ta làm các việc thiện, việc ác. Thiện ác, ác thì chúng ta dễ hiểu, mà thiện ở trong đó có cả các cái việc mà tu tập để sanh về các cảnh giới thiện. Thì từ cái chỗ thiện ác này, từ cái chỗ hành này, do vô minh làm nhân làm duyên rồi, xong rồi dẫn tới hành, hành nó duyên cho thức nó duyên cho. Từ cái thức này dẫn, tức là hành động thiện ác đó, nó tạo ra cái thức quả tái tục cho chúng sinh đi về cảnh giới vui khổ, hoặc là cảnh giới thiền, tức là chúng ta gọi là các cõi giới thiền. Rồi đều có 32 quả thức đó, nó đầy đủ tất cả. Thì ở đây tức là 4 cõi sắc, 16 cõi sắc giới và 12 cõi dục giới. Mới xin lỗi, 11 cõi dục giới. Thì ở đó chính là chúng ta biết là nó đầy đủ 32 cõi. Ít xin lỗi 32 thức. Thì cái tái tục đó chúng sinh chỉ nằm trong ở trong các cái thức quả tái tục đó, mà khi thức quả tái tục thì nó sanh ra cái gì? Nó duyên cho cái danh sách, hồi nãy chúng tôi nói danh sách rồi, nó gồm có ngũ quẩn, tức là danh sách, tức là đi sanh về cõi ngũ quẩn, của tứ quẩn, của nhất quẩn. Và từ cái chỗ mà sách đó, có danh sách đó, nó duyên cho thôi do thức duyên đó, và nó sanh về cõi người thì nó có ngũ căn. Thì chính là có các căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thì căn đây căn nhĩ căn, hay là nhãn nhập căn đây, tức là nó nhập cái 6 cái đường dẫn, tức là nhãn nhập, sự tỷ nhập, tiệt nhập, thân nhập và ý nhập. Chính vì có 6 cái đường này mà để cho có mắt tai mũi lưỡi thân và ý này, thì nó có 6 xúc. Hãy mà 6 xúc á, 6 xúc có mặt thì nó có 6 thọ, mà 6 thọ có mặt thì sẽ có 6 thủ có mặt, mà 6 thủ có mặt thì 6 ái sẽ có mặt. 6 ái này thì sẽ có 6 thủ có mặt, mà 6 thủ có mặt nó do cái sự vô thường của các pháp hữu vi, cho nên nó phải bị chấm dứt, nó phải bị mất mát. Mà chúng ta thấy là thương xa ghét gần tinh thức, thì chúng ta phải chia liệt sự vật mà ta thương ta yêu, sự và vật mà ta thương ta yêu ta vừa lòng, do cái sự vô thường. Để chính mất đi, chúng ta muốn có một kiếp sống mới, chúng ta sợ chết, tham sống, muốn sống sẽ có một kiếp sống mới, tức là sanh hữu nghiệp hữu này, sanh hữu nghiệp hữu này nó mới tác tạo và tạo thành một kiếp sống mới. Sanh hữu nghiệp hữu này nó duyên cho lão tử, cho lão và tử, và thế là chết, và cứ như thế tiếp tục. Thì ở đây, ở trong kinh văn ngay chỗ này dạy một cách rõ ràng, chính có chất liệu của dưỡng tố của tứ thực, nên ái dục là đầu mối của duyên sinh. Cho nên ở đó cái chất liệu này nó phải đầy đủ yếu tố của nó, nó được khởi sinh một cách đầy đủ do có cái duyên hợp của vô minh, do có duyên làm nhân làm duyên khởi, và nó có hành. Ở từ chỗ đó hành này có thức, và thức đó nó đi theo như chúng tôi đã nói cảnh giới tái sanh, 32 quả thức tái tục đó đi theo cảnh giới của nó, tái tục ở 31 cõi. Thì chính vì cái sự tái tục như thế, đó chính là cái món ăn
đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Cái món ăn đó nó dẫn dắt, nó cùng phối hợp dẫn dắt, chứ không phải là một linh hồn nào dẫn đi rồi đầu thai nhập vào cái thai bào nào đó. Thì khi mà nhập vào cái thức và nhập vào thai bào cũng yếu tố đầy đủ, yếu tố của cái gì, yếu tố của tứ đại, yếu tố của noãn bào, yếu tố của tứ đại, tức là phải có cái nhân của cha mẹ, có tinh cha huyết mẹ, cái tinh cha huyết mẹ rồi yếu tố của tứ đại và thức tiếp tục vào ngay khi đó là có duyên sanh, tức là tạo thành một chúng sinh. Cho nên dầu cho có mà con người mà trong ống nghiệm á, tôi gọi là con người tạo con người trong ống nghiệm mà sanh ra đó, thì cũng phải đủ yếu tố này. Cho nên Phật pháp chúng ta tuyệt vời chỗ đó, dầu khoa học có phát triển như thế nào, cho nên con người cũng phải có đủ ba yếu tố này, tức là có thức, rồi có tứ đại và phải có thức, tức là đó đó, cái thức quả tế tục. Thì thức quả tế tục đó nó phải có yếu tố này, nó dựa vào những cái cơ sở này nó mới sinh thành con người, tức là có tinh cha huyết mẹ tứ đại nơi đó và có thức vào thì khởi sanh, có yếu tố bắt đầu từ đó, khi mà nhập vào thì bắt đầu mới có thức đó, bắt đầu coi như là từ đó mà chúng ta đọc ở trong đó, tức là bắt đầu nó lớn từng giờ từng ngày, bắt đầu xuất sanh, bắt đầu biết mùi biết yêu, biết bắt đầu biết mùi rồi sau đó biết yêu biết thương, rồi biết đau khổ vân vân, là nó có một cái hiện khởi như vậy. Thì như thế nếu mà thức chỉ có một mình thức thì cũng không được, nó phải được hội tụ, đó phải được hội đủ yếu tố của tứ thực. Tứ thực ở đây tức là ở cõi nào đó, nếu như ở cõi người hay là ở cõi khổ, sanh về cõi khổ, sanh về cái cõi thiền thì đi theo cảnh giới của thức tế tục về cảnh giới coi như là cõi sắc giới, tức là thức tế tục của cảnh giới vô sắc vân vân. Thì như thế để nói cho chúng ta biết là không có một linh hồn nào hết, không có một cái linh hồn hoặc là một cái gì đó mà nó dẫn dắt, mà phải do có yếu tố đầy đủ, có căn cảnh và thức, ở đây chính là căn cảnh thức, hay là có yếu tố của cái gì, yếu tố của tứ thực, yếu tố của tứ thực rất là đặc biệt. Và như thế thì ở đây chúng ta thấy do duyên mắt mà có các sắc, rồi mà có cái gì ở đây chẳng hạn như thế nào, có cái tên thức cho thí dụ giờ con mắt và các sắc thì nó có thức sanh, tức là có nhãn thức sanh. Khi có tai, cái lỗ tai này nếu nhận biết làm sao mà nghe, bây giờ có cảnh thinh, có cái lỗ tai, có nhãn căn, có cảnh thinh, nhưng không có nhĩ thức, không có nhĩ thức không có nghe được. Thì cái nhĩ thức đó, thần kinh nhĩ, nó có mặt hay không? Và nói một cách nữa, tức là cái nhĩ thức đó nó phải được hiện hữu. Như con mắt phải có nhục nhãn, phải có chúng ta biết được cái nhìn màng nhĩ, phải có cái tỷ thức, phải có lưỡi mới nếm được, không có lưỡi mới nếm được, phải có lỗ tai, mà phải có nhĩ cái gì chúng ta gọi là cái nhĩ căn đó. Và nhĩ căn đó nó chính là có thức thì gọi là nhĩ thức, chúng ta mới nghe. Và từ chỗ nghe được thì cái nghe được đó, sự thật là con người robot nó không thể nào mà nó có được cái thức vào, nó chỉ làm bằng một cái bộ nhớ thôi, mà nó nhớ nó làm giống như con người. Mà khoa học ngày nay ta phát triển vô cùng lớn, nhưng điều mà robot là robot chứ con người là con người, không thể nào mà robot nó làm con người được, bởi vì nó thiếu yếu tố của thức tiếp tục này, nó không đủ yếu tố đó cho nên chưa gọi là con người. Nó có nhãn căn, nó có nhãn thí dụ như là cũng chế con mắt, nó có nhãn căn, nó có cảnh sắc để cho nó trước mặt đó là nhãn là cảnh sắc, rồi nó cũng có cái lỗ tai ha, rồi chúng ta thấy cũng có cái mũi, cũng có cái miệng như vậy, nó là rồi có cái tai cũng dơ như vậy, nhưng không có thức,
Cho nên, kính thưa quý vị, cho nên nó không có cảm giác. Thì chúng ta không có cảm giác, đạp lên, không có cảm giác. Tôi không biết đau, không biết vui, không biết buồn, không biết, nó không biết lạnh gì cả. Thì chính vì cái chỗ này nè, nó thiếu yếu tố của tứ thực, và nó thiếu yếu tố của căn, thiếu yếu tố của thức, thức phối hợp. Chúng tôi nói của người robot là quý vị hiểu đó. Nó thiếu yếu tố của thức. Cho nên không có, khi chúng ta nói bây giờ nó hư cái bộ nhớ là nó chết. Nó thế thôi. Chúng ta gọi nó chết, chứ sự thật nó không chết gì. Nó chỉ là một cái vật vô tri vô giác tứ đại mà, do tứ đại nó hợp thành. Thế thôi, tạo thành một con robot. Cho nên thí dụ như tất cả mọi thứ, vì có cái gì có sắc, vì có duyên cảnh sắc đó, duyên mắt và có các sắc đó và có thức đó, cho nên có, tôi gọi là thức sanh. Rồi có cảnh gì, cảnh thinh, có lỗ tai đó và có nhĩ thức, thì nhĩ thức khởi sanh. Và cũng vậy, mũi có mặt các hương, cái mùi hương mà nó có mặt thì phải có gì, có tỷ thức sanh, thì mới nghe, mới ngửi được. Nghe cả giờ chúng ta, cái tỷ thức của chúng ta nè, bây giờ nếu như mà cái tỷ căn này á, nó mà có vấn đề, chúng ta bị nghẹt mũi cũng không biết, cũng không có biết cái mùi vị nó như thế nào. Còn nếu như cái mũi chúng ta nó nhạy á, thì chúng ta nó, đó chính là cái gì, cái nhạy đó, tức là cái tỷ căn của chúng ta nó mạnh, thì chúng ta phân biệt mùi. À, chúng ta thấy đứa bé đó phải là mùi của mẹ nó mới được, mùi của cha nó mới được, chứ mùi lạ nó không chịu được, vì nó đã quen với mùi, biết mùi, biết hương. Đó chính là cái tỷ thức. Rồi cái lưỡi này cũng như thế, nó phải có căn, tức là cái lưỡi nó có cái vị, cảnh vị, và nó có thiệt thức, phải có cái thức nó vào thì nó khởi sanh lên. Chúng ta ăn cơm chúng ta cay hay ngửi, chúng ta cảm thấy nó thơm hay là nó thối hay là nó khó chịu, vân vân. Rồi cũng vậy, rồi cái gì, rồi thân thức cũng vậy, nó phải có cái gì, nó phải có cảnh xúc, tức là phải có cái xúc. Khi mà thân, bây giờ chúng ta cảm giác với thời tiết hay chưa, thì nó phải có cái thời tiết. Hay chúng ta cảm giác nó nóng, nó lạnh, nằm xuống nó im, thì ở đó chúng ta có chức niệm, chúng ta có một cái vật mềm, thì thân này nó mới cảm giác được. Thân xúc đó, nó thì tức là thân thức, và ngay cái đó cái im ái. Cũng như giờ con người, nếu như có cái thân người đó nó chết đi thì không còn cảm giác nữa. Nằm như thế nào đó thì mắt tai mũi lưỡi thân và ý, khi đó nó, mà cái thân này thì nó không còn cử động, nó không còn cảm giác nữa. Cho nên ở đây, vì vậy chúng ta nhớ một điều luôn, hồi nãy chúng tôi quên trong cái chỗ mà thức cái duyên cho danh đó. Nó duyên ngay tức thời liền, chứ không có đi mà chờ 49 ngày mà để đi mà đồng thai đâu. Thì cũng vậy, cái thức đó nó đầy đủ yếu tố là nó đi tái tục ngay tức thời liền về các cõi. Cho nên học được tinh thần giáo lý ấy, chúng ta mới thấy được tại sao mà nói rằng không có, tại sao mà nói rằng không có, không có cơ thể đợi 49 ngày mà khi mà vừa chết là tái sanh, chứ không có phải thân trung ấm mà phải chờ đợi một lúc nào đó rồi mới nhập vào thai bào, có gì. Cái yếu tố đó nó sanh khởi liên tục, và cái duyên sanh của nó, cái duyên sanh nó khởi liên tục, nó cái yếu tố của đầy đủ của cái gì, của căn cảnh, của thức và yếu tố của bốn thực, tức là các cõi đã có danh có sắc, tức là danh sắc nó đã được hội tụ sẵn rồi. Thì bây giờ cái mà chúng ta đi vào thôi, thì cái đi vào đó nó được yếu tố để cho cái gì, để cho cái thức này nó nương vào. Chứ nếu không có danh sắc thì đó, nếu không có danh sắc thì cái thức nó đi đâu đây? Cho nên chúng ta gọi là cái linh hồn đi tái sanh là không có được. Hay cái linh hồn mà nó tái sanh về cảnh giới này cảnh giới nọ thì chúng ta gọi cái từ ngữ để cho nó dễ hiểu. Chứ còn nếu mà như chúng ta học hiểu thì chúng ta không cho là cái linh hồn. Ngay cả cái gọi là cái thức quả thế.
tiếp tục thì được gọi là kỳ rồi nó đi tìm chỗ rồi nó đi sanh khởi chỗ này đi sanh khởi chỗ kia, nó phải được hội tụ, nó phải được hội đủ, chúng ta nhớ nó phải được hội đủ yếu tố và từ chỗ hội đủ đó đó nó sanh khởi. Còn tất cả có một cái gì không có cái mệnh đề của làm nhân làm duyên, làm nhân làm duyên thì từ làm nhân duyên cho hành, hành đã làm duyên cho danh sách, danh sách kia lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên hồn tử, và thế là cứ vô minh tiếp tục duyên hành, hành những thức và chúng sinh cứ từ đời này qua đời nọ, mà gọi là patic sum ba đâu ở dịch tham môn, tức là liên quan tương sinh, cái này có mặt thì cái kia có mặt. Thì bốn cái món ăn này nó giúp cho chúng sinh trú ở một cái thức nào đó, chẳng hạn chúng sinh trú vào cõi người thì nó có bốn, ở cõi ngũ uẩn thì nó có bốn thức, nó trú một cái cõi nhất uẩn thì nó có một uẩn là sắc uẩn, giờ nó trú vào cõi tứ danh uẩn thì có xúc thực, tứ niệm thực và thức thực, là bốn cái mệnh đề này nó nương nhau, bốn cái tứ thực, cái tứ thực này mà thức đó nó phải nương vào đó, nó nương vào căn cảnh thức và nó nương vào tứ thực nữa, có tứ thực này sanh đến đó, có căn cảnh thức khi mà hiện khởi lên thì phải có cái chất liệu nuôi dưỡng nó, thì cái chất liệu nuôi dưỡng đó chính là tứ thực, chứ còn không thể nào mà để nó tự nhiên được. Cũng như một chúng sinh sắp bê sắp, mà câu mà Đức Phật dạy rất là tuyệt vời, sắp bê sắp ta ahara thitika, tất cả chúng sinh di tồn do nhờ vật thực, do nhờ thực là như chúng ta ví dụ như kiếp con người phải có ăn có thực mới dựng được đạo, rồi có ăn mới gọi là có sống, thì cũng vậy, nếu như có những chúng sinh ở cái cõi khác nó không có ăn bằng các cái vật thể bình thường như chúng ta là cơm nước bánh trái, mà người ta bằng tâm, chúng ta nói như vậy bằng thức, bằng tâm đó chính là xúc, tức là xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Bây giờ mình vui quá, mình không ăn quý vị được, rồi mình nhớ làm cái điều gì đó mình cũng ăn được, rồi cái tâm mình nó cảm giác hoan hỷ, cảm giác lạc, cũng ăn được. Mà nếu như một số người người ta tu thiền á, người ta hưởng trong cảnh giới thiền cũng không có ăn, mà người ta rất là khỏe nha. Thì như vậy ở đó muốn nói lên cái gì, cái yếu tố của tứ thực này nó làm nền tảng để chúng sinh nương dựa, chúng ta nhớ làm nền tảng để tất cả chúng ta nương dựa vào đó. Mà khi chúng sinh nương dựa vào đó, ở cái có những chúng sinh nương dựa vào ở cõi dục, ở cõi sắc giới và cõi vô sắc giới, hay dựa trên ngũ uẩn này mà nó có mặt, cho nên vừa chết là đi tái sanh. Tại sao tái sanh? Bởi vì hội đủ yếu tố của căn cảnh thức và yếu tố của tứ thực, nó làm nền để căn cảnh thức này phát sanh một cái chúng sinh mới, là con người, là con thú, là trời, cõi chư thiên hay là cõi người, cõi bàn sanh địa ngục, Atula, ngạ quỷ, tùy theo cái cảnh giới của cái hành, của cái hành. À, tức là phúc hành, phi phúc hành, bất động hành mà chúng ta tạo tác nó dẫn đi, nó làm nhân để đưa đến cái thức quả thế tục này, và thức quả thế tục này nó mới làm nhân dẫn tới cõi dục, cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Và ở đây nếu như là cõi dục thì nó đòi đầy đủ yếu tố của các căn, còn ở cõi sắc giới thì nó có chỉ là có nhãn nhĩ, chứ nó không có yếu tố của coi như tỷ thiệt thân và ý thức. Xin lỗi, tỷ thiệt
thì ở đó thì có tứ quẩn, tức là không có sắc quẩn. Hay là người có vô tưởng, họ chỉ có sắc quẩn mà không có thọ tưởng hành và thức, cho nên có nhất quẩn. Thì đó chính là phải có yếu tố này, yếu tố tứ thực. Yếu tố tứ thực thì chuyển chúng sinh, tức là nếu ở cõi sắc thì nó có cơ đoạn tịch Kaplikaro Haro, rồi Phasa Haro hoặc là Chetana Haro hoặc là Kaplikaro Haro, rồi Phasa Haro hoặc là Vinyana Haro, tức là thức thực. Thế ở đây chúng ta nhớ cái sự tái sinh của, xin lỗi, cái mà chúng sinh chết thì nó hội đủ yếu tố của căn cảnh thức tạo thành một kiếp sống mới tức thời liền. Mà cái đó đó nó do một cái hành, cái nhân quả của chúng ta đó, nó như là một cái bộ máy mà nó được chia sẻ một cách đầy đủ. Khi chúng ta có đầy đủ thiện duyên thì sanh về cảnh giới lành là cõi trời hoặc các cõi thiền, nếu chúng ta tiến đắc các cái cảnh giới thiền. Còn nếu như chúng ta hành động các cái việc ác thì chúng ta sanh về cái cõi ác, cõi khổ. Và kính thưa quý vị, thì cái gì nó làm tập khởi, cái gì nó làm nhân duyên để các loài hữu tình có mặt xuất hiện trên cuộc đời này, thì nó có do cái gì? Do có tứ thực. Ở đây xác định rõ, do có tứ thực. Bốn cái món ăn này nó làm nhân làm duyên, mà lấy cái gì làm tập khởi? Thì ở đây Đức Phật này xác định rõ, do lấy ái làm nhân duyên. Bởi vì dính mắc ái chấp, ôm ấp cái sanh hữu mình mà chúng sinh đau, là một cái sự hiện của chúng sinh là cái gì? Là còn ái chấp, cho nên chúng ta còn hiện hữu, hay là còn hiện hữu khi mà hữu còn có mặt, tức là có sanh hữu nghiệp hữu đó, chúng sinh còn đau khổ. Và ái làm cái gì để cái gì làm nhân làm duyên? Thì kính thưa quý vị, ở đây nói rất là hay, ái lấy thọ làm nhân duyên. Chính vì có cái thọ đó, nó có cái cảm giác vui buồn hoặc không vui không buồn, vừa lòng không vừa lòng, và đặc biệt tức là vừa lòng hay là cảm giác mà lạc đó, chấp nhận với cái cảnh đó. Bởi con người tại sao mà khổ muốn chết luôn, nằm đóng vậy chứ, nó thật sự ra là nó tôi sợ chết, chứ sự thiệt ra rất là sợ chết, nằm đau khổ thân xác vậy. Nhưng điều mà ước muốn cái sống, mà cái sống đó chính là cái thọ lạc của họ, cái thọ vui của họ, và họ gìn giữ chính vì cái ái đó đó, cái thọ này nè, cũng muốn sống ở cõi cuộc đời này, và cuộc đời này nó vô thường, giữ chấp thủ và chấp thủ không được thì sanh hữu có mặt, nghiệp hữu có mặt dẫn đi. Thì cái gì làm tập khởi cho hữu? Thì hữu làm tập khởi cho hữu. Hữu cái gì làm tập khởi? Đó chính là ái. Mà ái cái gì làm tập khởi cho ái? Chính là thọ. Mà cái gì làm tập khởi cho thọ? Đó chính là xúc. Nó làm tập khởi cho thọ. Mà tại sao xúc có mặt? Bởi vì có các căn có mặt, hay là các nhập nó có mặt, nhãn nhập, tỷ nhập, thân nhập và ý nhập đó nó có mặt, cho nên nó dẫn cho tới lục xúc. Rồi cái nhập cái gì nó làm cái làm nhân, thì đó chính là có cái gì, có cái danh và sắc. Danh và sắc ở đây tức là có ngũ quẩn đó quý vị, có ngũ quẩn làm cơ sở làm nhân làm duyên, chính là danh sắc đây. Và chính vì cái danh sắc, lấy cái gì danh sắc nó làm tập khởi, chính là có thức. Thức nó phối hợp với danh sắc, thức nó làm nhân để cho danh sắc hiện khởi. Và cái gì làm cho thức hiện khởi? Chính là hành. Mà hành chúng tôi nói rằng hành ở đây tức là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Và cái gì nó làm tập khởi cho hành? Là vô minh làm tập khởi cho hành. Vô minh là gì? Chính là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo, chính là vô minh.
Vô minh đó chính là si. Chính cái si, si mê mờ ám này, chính vì cái không giác ngộ, không thấy rõ lý tứ đế mà chúng ta và các thầy phải bị luân chuyển luân hồi vô số kiếp. Chúng ta thấy đặc biệt hay vô cùng. Cái sự liên quan tương sinh là như vậy. Và khi ái tận ái diệt là của cái đời sau, của cái phần sau, coi như là cái đoạn sau. Nhưng điều khi chấm dứt cái này là không có cái kia, vân vân. Thì ở đây, hôm nay cái bài học này muốn nói rằng, muốn rằng cái thường kiến dẫn dắt chúng sinh là sau khi chết cái linh hồn này đi tái sinh, mà coi như tỳ kheo Sát Tý này do được nghe các cái bổn sanh, tức là tái tục từ coi như là tiền kiếp, coi như là Đức Phật ngày ngày dẫn chứng về cái bổn sanh là tiền kiếp bao nhiêu kiếp này bao nhiêu kiếp nọ, thì có nghĩa rằng là cái thức dẫn đi, cái gọi là cái thức tái, cái coi như là cái linh hồn nó đi tái sanh, thức đi sanh từ Đức Phật ngày nói, đó là cái thường kiến chấp sai lệch. Thì đây chính là cái mà chúng ta biết cái tập khởi, cái hội đủ của căn cảnh thức, xin nhắc lại, căn cảnh thức cùng với thức, nó có đầy đủ căn cảnh thức, thì thức đó nó phối hợp và dẫn đi tái tục ở cõi, ở cõi cõi danh, ở cõi danh cõi sắc. Thì cõi danh cõi sắc đó chính là cõi ngũ quẩn hay là cõi nhất quẩn hay là cõi tứ danh quẩn, và từ chỗ đó nó sẽ là niềm đau nỗi khổ cho tất cả cái vui cái buồn gì trên cuộc đời này coi như là liên tục. Dạ, thì và cái đó nó phải được dựa trên cái gì, trên tướng thực sinh về cõi giới nào, thì nó có cái thức ăn, nó có cái nguyên tố, nó có sự nuôi dưỡng. Và vì chỗ đó cho nên chúng ta biết rằng chẳng qua cái sự hiện hữu của tất cả chúng ta là bây giờ không phải là ông sư này nói chuyện với ông sư kia, mà chính là chúng tôi là ngũ quẩn này đang nói chuyện cho, đang nói chuyện cho các ngũ quẩn ở trong room nghe, chứ không có một ông sư tệ quyền này, ông sư coi như là pháp tính pháp tân kia nói chuyện, không phải vậy. Mà ngũ quẩn nói chuyện với ngũ quẩn mà chẳng qua là danh chế định để đặt ra sư thầy tên tuổi địa vị giới vức vân vân. Cho nên hiểu biết như vậy cho chúng ta mới không chấp được. Chứ nếu ai tới nói tới tên tôi cái tới sư tự quyền cái tự nhiên mình nghe thì cái đó cũng sai. Dạ. Bởi vì cho nên cái chỗ mà cái đoạn thành ái thì chắc chắn là ngày mai quý vị sẽ được nghe Chị Tôn Đức Tăng với ngài giảng về cái đoạn sau để thế nào là đoạn tầng. Và bây giờ chúng tôi chỉ có nói tới một cái duyên của các cái sự tình là như vậy. Và tất cả chúng sinh được tồn tại do chất liệu của tứ thực nuôi dưỡng. Và cứ như thế, nếu như cái này có mặt thì cái kia có mặt, cái này làm nhân thì cái kia làm duyên, nó nhân duyên nó hiện khởi theo cái quy trình của bất tích chi sự bắt đầu quay về tham một liên quan tương sinh. Dạ. Và kính thưa quý vị, xin chấm dứt bài nhận thức ở đây. Chúng ta sẽ nghe Chư Tôn Đức Tăng thảo luận rất là nhiều cái ý hay trong cái bài học hôm nay. Bởi vì cái bài học này nói nó không có một linh hồn trường tồn vĩnh cửu bất biến. Tại sao như vậy? Bởi vì nó chẳng qua là do cảnh thức và nó yếu tố của tứ thực nuôi dưỡng hiệp hội đủ như vậy và nó khởi sanh lên, nó cứ như thế thôi. Dạ. Nếu có điều chi sẽ phát của kính ngưỡng mong Chư Tôn Đức Tăng biết ngài chỉ dạy và thảo luận để cho các bài học hôm nay được sáng tỏ hơn nhiều. Và nếu có điều gì sẽ phát kính ngưỡng mong được thưa quý vị quan chỉ cho mình kể chấm dứt thời gian thuyết kính nhân phật lành được các đền thánh tích tới đại chúng vương các vị chư tiên phụ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư tiên ở Quảng Nghiêm cũng như các chùa và các chư thánh quý vị, và xin dân phật này mà cho ngài tạo hóa vạn, và nhất là kính dân tới sư tiên lực mong tất cả là được an lạc, được tái sinh và được tiếp tục tu hành. Và kính để đến toàn thể quý vị, nam mô Bổn Sư Thích Ca, nam mô Tam Mai Giác, nam mô Sư Thích Ca Giác. Sa thủ kính trân thứ tội thứ quyền. Chúng tôi xin được hỏi quý Phật tử là quý Phật tử có đọc được cả 4 câu trả lời cho câu trắc nghiệm số 1 không? Nếu quý vị đọc được quý vị có thể cho chúng tôi biết, không đọc được thì chúng tôi sẽ post lên trên mạng. Thứ loại câu A, câu B và câu D
như kết thúc phần của D là cả ba câu trên. Câu vừa post lên quý vị có đọc được cái câu D không vậy hả? Dạ xin lỗi quý vị có đọc được cái câu D không? À, dạ tốt rồi. Dạ. À, bây giờ thì dạ. Bây giờ thì xin thỉnh sự tổng thời siêu quan hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm số 1, không biết từ đầu tôi siêu có mặt ở trước máy và từ đầu có nghe được không? Một lần nữa xin được hỏi từ đầu tôi siêu, từ đầu có mặt ở trước máy và từ đầu có nghe được không? Dường như từ đầu tôi siêu không có mặt ở trước máy. Xin được hỏi thì tôi pháp đăng thì tôi có mặt ở trước máy và thì tôi có nghe được không? Ồ dạ vâng, dạ thì tôi đang trả lời cho cô trách nhiệm số 1. Điều nào sau đây nó là sự khác biệt giữa tâm thức theo trong Phật học và cái quan niệm về linh hồn thì thượng đức? Có nhiều người Phật tử thì nghĩ rằng người đời họ nói là linh hồn của đạo Phật nói tâm thức, nhưng mà quả thực thì có khác nhau. Và chúng ta thử xem thử coi câu nào sau đây là nói về sự khác biệt đó. A là theo Phật pháp thì tất cả hiện hữu của vật chất và tâm thức đều là dùng sinh diệt tiếp đối của những đơn vị cực vi, gọi là sát đa tâm pháp hay sát đa sắc pháp. Và những đơn vị cực vi, bốn đơn vị cực vi chúng ta nói là một sát đa. Và dù là sắc pháp thì nó cũng có cái sát đa như chúng ta nói là tế bào sắc. Và nói về tâm pháp ấy, thì chúng ta cũng nói về sát đa tâm. Và theo Phật pháp thì dù vật chất hay tâm thức thì tất cả sự hiện hữu nó là những sát na, nó là một dùng sinh diệt mà những sát na sanh rồi diệt nối tiếp được nhau. A à, theo Phật pháp thì sự hiện hữu trước mắt là do tác động từ quá khứ, không nên nói quá khứ với hiện tại là một. Dạ, nó chỉ do tác động quá khứ thôi. Thí dụ như là một ngọn lửa của ngọn nến lúc mới thắp và cái ngọn lửa của ngọn nến lúc sắp tàn thì nó cùng một cây nến đó, nhưng mà cây nến ở đầu hôm và cây nến ở giữa đêm đó, nó không phải là một ngọn lửa. Dạ, nghĩa là mỗi lúc thì ngọn lửa nó cháy theo cái nhiên, nó cháy theo cái tim, nhưng mà hai ngọn lửa không thể nói là hai, không thể nói là một. Ba là C là tâm thức cũng như vật chất có tự tánh hay bản chất riêng nên bị chi phối bởi nhiều nhân nhiều duyên, không nên nói là tự ngã hay ngã sở. Ví dụ như là mình nói là cái tâm là tâm thức hay là linh hồn là bản ngã là cái gì của mình, của mình tức là mình có quyền điều khiển đó, nhưng mà quả thật thì tâm đó nó cũng bị chi phối bởi nhiều điều kiện, ví dụ bởi cảnh chẳng hạn, mà mình đã làm chủ được hết cảnh. Và nếu mình không làm chủ được thì mình không nên nói đó là bản ngã. Đây là cả ba câu trên, mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh thượng tọa pháp đăng hoàn thiện cho đó. Alo, alo, quý vị nghe được không? Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Dạ, cảm ơn. Dạ, ở trong cái câu trắc nghiệm số 1 đó, điều nào sau đây nó là sự khác biệt giữa tâm thức trong Phật học về linh hồn theo thường thức? A, theo Phật pháp thì tất cả hiện hữu và vật chất thức đều là dòng sanh diệt tiếp nối của những đơn vị cực di được gọi là sát na tâm pháp hay sắc pháp. Thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật hay là đối với cái sự giác ngộ của Đức Phật thì Ngài đưa ra những hình ảnh thí dụ giống như mình tắm mà dưới một cái dòng sông vậy, nước đụng vào mình và nước trôi đi. Thì nó nước thì đổ liên tục, nó hàng triệu triệu khối nước như vậy đó. Những cái nước này nó đụng vào người mình, có những nước không có đụng vào người mình nhưng mà nó cũng vẫn trôi đi. Nhưng mà tâm của chúng ta cũng vậy, khi mà tâm sanh lên đó, nó có nhiều cái duyên
nhiều cái duyên mà nó sanh theo, chứ nó không phải đơn thuần. Vì chúng ta hiểu được nó không phải đơn thuần. Ví dụ như chúng sanh thì có thức đi tục sinh, có 19 thứ, 19 thứ thức đi tục sinh, nó tạo ra 32 quả thức bình nhật. Nói là nó chung như vậy, nhưng mà khi chúng ta hiểu rằng đối với những chúng sanh mà tục sinh với cái tâm không vô biên xứ, cái tâm vô sắc không vô biên xứ, thì vị này khi về tục sinh như vậy đó, thì vị này không có sắc pháp mà chỉ có danh pháp thôi. Như vậy thì sẽ trừ ra những cái sắc bình nhật, ví dụ thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Như vậy thì ngũ song thức đó được trừ ra, 10 cái thức đó được trừ ra, và vị đó đó không phải thấy bằng mắt, nghe, ngửi, nếm, đụng, mà vị đó biết bằng tâm. Nên thường 32 quả thức bình nhật thì ấy, ngũ song thức trừ ra đó, thì 18 tâm vô nhân đó, mà chúng ta chỉ lấy tâm khai ý môn thôi, để làm việc cho tâm khai ý sanh khởi về những vấn đề này. Và rồi những vị phạm thiên đó, chúng ta thấy rằng những phạm thiên vô sắc đó, mà mình nói rằng bốn cõi vô sắc có 8 hàng người, 7 bậc thánh cao và phàm tam nhân đắc thiền vô sắc, thì họ vẫn có những cái tâm tham. Thí dụ chúng ta thấy rằng 8 tâm tham đó, thì những vị phạm thiên đó vẫn còn, chứ không phải là hết phiền não. Tuy rằng vì đó sanh làm người đó, là sanh làm chúng sanh đó, ở cõi vô sắc, không có mắt, không có tai, mũi, miệng, thân, nhưng mà vì đó vẫn còn tâm, thì cái tâm tham nó vẫn sanh lên. Nói như vậy để chúng ta thấy có những lúc đó, chúng ta thấy nhưng mà sau khi chúng ta về chúng ta nhớ lại cái tâm tham sanh lên. Chứ nhiều khi chúng ta thấy người đó nhưng mà cái tâm tham nó không có sanh lên, mà khi chúng ta nhớ lại cảnh sắc đó đó, thành ra cái tâm tham nó sanh như vậy đó, thì nó là do cái cảnh ngủ, rồi do sắc tưởng nhớ lại, do nhớ lại. Như vậy thì chúng ta biết rằng như vậy thì cái tâm nó không phải là cái linh hồn, mà chúng ta thấy 19 thức đi tục sinh như vậy đó, thì trong đó 4 cái tâm quả vô sắc, 5 tâm quả sắc giới và 8 tâm quả dục giới tịnh hảo, và 2 cái tâm thảnh tấn thọ xả quả thiện và quả bất thiện, để sanh làm người lạc vô nhân và người khổ. Thì chúng ta thấy rằng đối với chúng sanh mà khổ á, thì họ tục sinh bằng cái tâm thảnh tấn thọ xả quả bất thiện, để họ tái sanh vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula. Như vậy á, thì rõ ràng khi mà họ sanh vào trong các cái cõi đó đó, thì họ có thể là họ thai sanh làm súc sanh, có thể họ quá sanh làm ngã quỷ, hoặc là họ có thể rơi vào địa ngục, họ có thể sanh làm Atula. Như vậy cái sự sai khác đó được Đức Phật này biết, nên thì Cô Sa Tý đó nói rằng nghe Đức Phật kể những kiếp ngài làm súc sanh, như là làm sư tử, làm nai, làm chó, hay là làm những cái kiếp làm công này kia nọ. Bây giờ thì những kiếp làm người, bây giờ thành Phật. Thì Cô Sa Tý nghĩ rằng có một cái linh hồn như vậy, nên chúng ta hiểu đó, chúng ta hiểu được nhiều đó, thì chúng ta sẽ thấy được trong Phật giáo dạy, có nghĩa là cái tâm của chúng ta nó có nhiều thứ tâm đi tục sinh. Như vậy thì cái điều thứ nhất là chúng ta thấy đáp án A là Phật giáo nói là đúng. Cái câu C là tâm thức nó cũng như vật chất. Bởi vì tâm thức, ví dụ ta nói tâm thức thì thức đi tục sinh có 19 thứ. Còn khi mà nói đến thức hết thì có 121 tâm thức, mà chia ra những cái tâm quả thức và những cái tâm thức. Như vậy thì chúng ta thấy rằng như vậy thì tâm nó không có thể tự biết được, nó có những tâm sở. Ví dụ chúng ta thấy tâm sở xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tạch ý, đó là bảy tâm sở biến hành. Như vậy tâm nào nó cũng có bảy tâm sở biến hành này hết á, nên mình gọi là bảy tâm sở biến hành, nó hợp được 121 tâm như vậy. Rồi có 6 tâm sở biệt cảnh, như là tầm, tứ, thắng, giải, cần, hỷ, dục. Như vậy á, thì nó cũng hợp. Chúng ta nói tâm sơ thiền nó có tầm, nhị thiền bỏ tầm còn tứ, sở hữu tứ, tam thiền bỏ tầm tứ còn hỷ, thì bỏ tầm tứ còn hỷ, sở hữu vị.
Như vậy thì nói như vậy đó, chúng ta thấy rằng á, cái tâm thức nó sanh lên á, nó có những tâm và có những cái tâm sở đó sanh, nhưng mà có những cái tâm nó không có những cái tâm sở sanh, nó không phải là cái tâm nào nó cũng có những cái tâm sở sanh hết, mà chỉ có 7 tâm sở biến hành nó sanh được với tâm 21 cái tâm thôi. Còn những cái sở hữu khác nó cũng sanh trong những cái tâm nào tương ứng với nó, và thức nó sanh lên thì có những cái tâm sở tương ứng nó sanh theo. Chúng ta hiểu như vậy. Thì cái câu C nó cũng đúng, câu A cũng đúng, câu B thì sự hiện hữu do tác động của nhân quá khứ. Nói như vậy thì chúng ta hiểu rằng nhé, có nghĩa là cái sự hiện hữu của chúng ta đó là do cái sự tác động của quá khứ. Bởi chúng ta nói rằng vô minh và hành nó là cái nhân quá khứ, vô minh là và hành nó là nhân quá khứ, thức là cái quả hiện tại. Vô minh và hành nó là cái nhân quá khứ, bởi vì chúng ta có những cái sự không hiểu biết, chúng ta tạo phước từ ở trong kiếp trước hoặc là tạo tội, rồi cái hành động mà chúng ta tạo phúc hành hay phi phúc hành đó thì nó tương ứng với quả thức dẫn đi tái sanh. Ví dụ chúng ta thấy rằng chúng ta mà có 12 tâm bất thiện như 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si đó, thì nó cho ra cái tâm thẩm tấn đi tái sanh vào địa ngục ngã quỷ súc sanh. Do mà thường thường chúng ta ưa nói quý vị đó, cái tâm tham đó, nó mạnh quá thì cho chúng ta sanh làm súc sanh. Tâm tham tà kiến mạnh quá nó cho chúng ta sanh vào địa ngục. Như là ngu hành giả, khẩu hành giả đó, rồi thấy cái con chó với con bò đó có ánh sáng bay lên thì hành theo hành con chó con bò. Như vậy thì chúng ta thấy tham thôi chứ không phải là hiểu biết. Hành như vậy, hành con chó thời gian lâu. Đi hỏi Đức Phật đó, thì Đức Phật nói rằng nếu hành y như con chó đó, ăn ngủ sinh hoạt tư tưởng như con chó thì sanh làm chó. Nhưng mà nếu ông nghĩ rằng ông hành cái hạnh con chó con bò này đó mà sanh lên cõi trời này cõi trời kia đó thì sanh vào địa ngục. Như vậy Đức Phật thì phân biệt rõ ràng là cái tâm tham tà kiến đó, sanh vào địa ngục, mà tâm tham đó, sanh làm súc sanh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái câu B đó có nghĩa là chúng ta đó là sự hiện hữu đó là do cái vô minh mà hành là cái nhân quá khứ đưa đến cái thức là cái quả hiện tại. Cái thức là cái quả hiện tại nó đi tái sanh, tái sanh vào thai sanh, noãn sanh, sắp thấp sanh, quá sanh. Thì tùy theo cái tâm tục sinh đó, tùy theo cái nhân đó, nghĩa là chúng ta gọi là vô minh và hành đó, phúc hành đó như thế nào. Phúc hành dục giới đó, thì cho chúng ta sanh vào 7 cõi vui dục giới. Như là phi phúc hành mà khổ đó, trong dục giới thì mình sanh vào địa ngục ngã quỷ súc sanh. Đó là 11 cõi dục mà trong đó có 4 cõi khổ, 7 cõi vui. Rồi như là cái thức đó, mà thức sắc giới á, phúc hành mà sắc giới đó, như là năm tâm thiền sắc giới thì cho mình sanh vào 16 cõi sắc giới. Rồi phúc hành vô sắc giới đó là 4 tâm quả vô sắc đó, thì cho mình sanh vào 4 cái cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở vô xứ, phi điển xứ. Như vậy rõ ràng á, thì chúng ta thấy rằng cái câu B đó theo Phật giáo đó, thì cái sự hiện hữu trước mắt do cái tác động quá khứ, có nghĩa là do cái nhân quá khứ nó cho ra cái quả hiện tại, cái quả hiện tại mà mình đi tái sanh như vậy, thì giống như là một cái bởi vì cái tâm thiện và cái tâm quả nó khác nhau chỗ nào. Cái tâm thiện là mình làm việc thiện ác, cái tâm quả là cái tâm thành tựu từ cái tâm thiện nó đi tái sanh. Chúng ta hiểu như vậy đó. Cái tâm thiện là cái tâm mà làm việc thiện ác mình chúng ta gọi là phúc hành đó. Rồi cái tâm quả đó là thức, hành nó duyên cho thức á, do cái hành động thiện ác nó duyên cho thức, cái quả thức đi tái sanh. Cái quả thức đi tái sanh, ví dụ chúng ta tái sanh làm người, hết một cái kiếp người đó thì cái thời đầu tiên chúng ta gọi là cái thời tái tục, rồi cái thời mà duy trì kiếp sống chúng ta là cái thời hậu kiếp, suốt một cái thời gian dài như vậy đó, cho đến lúc mà tử thì cái thời tử. Như vậy là cái tâm mà làm việc tái tục hậu kiếp và tử đó, cái tâm đó làm việc cho một kiếp sống của con người. Như vậy á, thì cái tâm này chỉ là tâm quả thôi quý vị. Như vậy thì chúng ta hiểu như vậy nên những vị A-la-hán việc hết phiền não rồi, nhưng mà các ngài vẫn còn cái quả thức duy trì trong cái kiếp sống cuối cùng đó cho đến khi mà kiếp sống đó mà chấm dứt á, mà chúng ta gọi là phiền não niết bàn, ngũ quẩn niết bàn, thì sắc thọ tưởng hành thức ấy, mà tái sanh kiếp cuối cùng đó, lúc bấy giờ là dập tắt luôn, chết rồi không có tái sanh, thì chúng ta gọi là ngũ quẩn niết bàn. Ở trong đó có sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, với cái tâm tục sinh đó là thức quẩn đó hiện hữu trong kiếp sống này, rồi cuối cùng viên tịch nữa chúng ta gọi là ngũ quẩn niết bàn. Thì như vậy chúng ta có cái đáp án
án á, là cái câu D, cả ba câu trên á, là chính xác theo cái thuật ngữ Phật học mà theo Phật là như vậy. Thì bây giờ con xin gửi cái mic lại cho Thượng Tọa Nhất Đẳng, vị nào mà chọn cái đáp án, chúng tôi thấy quý vị chọn đáp án D, có lẽ là chúng ta, một là chúng ta hiểu, hai là chúng ta thấy, nghe về cái bài giảng mà chúng ta có để ý. Thì xin chúc mừng quý vị. Bây giờ thì con xin gửi mic lại cho Thượng Tọa Nhất Đẳng. Cái chuyện thực tập hợp đồng, thưa vị, có lẽ chúng tôi post lên quý vị đọc không hết. Cái câu B đó, là theo Phật pháp thì sự hiện hữu trước mắt, cái sự hiện hữu hiện tại đó là do tác động của quá khứ, nhưng không nên nói quá khứ với hiện tại là một. Quý vị nhớ cái câu sau rất quan trọng. Thật ra thì tất cả sự hiện hữu đó, nó kết hợp có quá khứ có hiện tại, chứ không phải chỉ quá khứ không. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói rằng quá khứ và hiện tại không phải là một. Cũng giống như cái ngọn đèn cây, cái đèn cây còn lớn mà nó đốt á, thì cái ngọn lửa đầu hôm và ngọn lửa bây giờ á, không thể nói nó là hai mà nó thì nó là một, mà nó là một cái tiến trình đốt cháy. Thật ra cái hiện tại mà chúng ta có thì cũng có tác động bởi quá khứ và cũng tác động bởi hiện tại. Nhưng mà cái liên hệ giữa hiện tại và quá khứ là liên hệ có tác động dây chuyền, chứ nó không phải là một trạng thái thường hành. Không biết quý vị có hiểu rõ cái câu số 2 không? Dạ, tức là cái sữa mà sữa tươi và sữa chua đó, nó cùng đựng trong cái ghè, là buổi sáng và buổi chiều, nó không là hai mà cũng không là một. Cái ngọn lửa mà của ngọn nến lúc mới thắp lên và ngọn lửa sắp tàn đó, nó không phải là hai mà cũng không phải là một. Nó không phải là hai tại vì nó cùng một tiến trình. Nó không phải là một tại vì cái ngọn lửa trước là nó cháy do cái nhiên liệu đầu tiên, và cái ngọn lửa sau là do nhiên liệu cuối cùng. Thì nó phải rất là cẩn trọng. Và quý vị nên hiểu rõ cái câu số 2. Chúng tôi không nói là hiện tại là do tác động của quá khứ. Hiện tại cũng sẽ do tác động của quá khứ, mà hiện tại sẽ tác động bởi tương lai. Như chúng ta nói hậu sanh duyên, hiện tại cũng có thể tác động bởi hiện tại. Nhưng mà vấn đề chính ở đây chúng tôi muốn nói đó là quá khứ và hiện tại không nên xem nó là một, mà hiện tại khi bị tác động là quá khứ, nhưng mà nó không phải là quá khứ. Bởi vì có người hỏi là cái sáp về cái sáp về chứ, có phải là mình tạo nghiệp, cái khổ do mình làm phải không? Nó không phải. Cái khổ do người khác làm cũng không phải, mà cái khổ do mình và người khác cùng làm này cũng không phải, mà cái khổ không do mình và không do người khác làm cũng không phải, phải không? Thì nó cũng không phải. Tại vì sao vậy? Tại vì mình cứ nhập nhằn hai cái đó, nó tương tác lẫn nhau, không nên nói là một, không nên nói là hai. Và quý vị nên để ý rất là cẩn thận câu đó. Bây giờ thì chúng ta bước qua câu thảo luận, câu trắc nghiệm số 2, thưa quý vị. Quý vị quan thị chờ chúng tôi chút nhé. Quý vị đọc được 4 câu ABC không hả? Thì tòa thầy siêu thì tòa có ở trước máy. Nếu tòa thầy siêu đang có ở trước máy thì thì tòa quan hệ cho đáp án câu trắc nghiệm số 2. Tại sao tâm thức không thể là linh hồn bất diệt? Nãy giờ chúng ta nói về hai cái khái niệm. Một khái niệm linh hồn bất diệt của thường thức, của cái nhìn bên ngoài, và ngay cả với một số người Phật tử hiện nay. Và một điểm nữa là chúng ta nói về tâm thức thuộc Phật học. Tại sao vậy? Vì thức phải đi chung với căn hay cảnh, mà căn cảnh là vô thường nên tâm thức không thể là bất biến. Ví dụ như là Đức Phật nói là con mắt, cảnh sắc thì làm thức sanh khởi, thức gọi là nhãn thức, hay chúng ta gọi là thị giác. Lỗ tai là nhĩ căn, cảnh thinh, và làm cho sanh khởi cái gọi là thính giác, gọi là nhĩ thức. Thì như vậy thức á, nó sanh khởi là nó bị chi phối bởi cảnh, mà cảnh đâu có cảnh nào liên tục hoài hoài đâu. Quý vị thấy đơn giản trong đời sống chúng ta, sắc thân khí vị xúc pháp cái nào đó, mà cảnh thay đổi mà bảo rằng tâm không thay đổi là cái chuyện khoan được, là chuyện không có thật, không có cơ sở. Do vì
căn tại vì thức đi chung với cảnh đó, nên chi căn cảnh thay đổi thì thức phải thay đổi. Đó. B, vì tâm lý là một hiện tượng tác động dây chuyền, duyên xúc duyên cho thọ, thọ duyên ái, ái duyên cho thủ. Ở đây chúng tôi muốn làm gọn lại, nhưng mà thật ra thì có đôi khi Đức Phật là xúc rồi thọ rồi tưởng rồi tư rồi tâm, những cái đó nó tác động. Mà chúng ta nếu hiểu rõ thì chúng ta thấy rằng cái này tác động kia là những hiện tượng tâm lý, chứ không phải là một cái trạng thái cố định như vậy hoài hoài mãi mãi được, mà nó là một một cái hiện tượng tác động dây chuyền. A, nếu tâm thức là một linh hồn bất biến thì không cần phải tu tập nội tâm, vì nội tâm mới vì sự thanh tịnh tinh khôi từ ban đầu và không thể dịch chuyển, chứ không thể thay đổi được. Ý muốn nói rằng có nhiều người quan niệm rằng tâm thức là cái gì tinh anh của cuộc sống, và cái tinh anh đó từ ban đầu đã có thanh tịnh, bây giờ đã thanh tịnh, về sau đã thanh tịnh. Thì nếu tâm thức mà nó vốn đã thanh tịnh như vậy thì đâu có cần gì phải tu tập đâu, tự nó thanh tịnh rồi. Đây là cả ba câu trên đều đúng. Mời quý thượng tử trả lời và kính thỉnh thượng tọa thích siêu Hoa Kỳ cho đáp án. Các vị vừa nghe cái lời giải thích của thượng tọa Lạc Đẳng xong là các vị đã biết phải chọn câu nào rồi. Châu Phan 54 là D, Pháp Lữ là D, Từ Mẫn là D, Diệu Giác 999 là D, Từ Vị Ba là D, Người Ngọc là D, Quang Nguyệt 8 là D, Hư Nhật Quỳnh cũng trả lời là D. Các vị phải chú ý, nếu như ở trường hợp mà cô Trạc Kiện đưa ra mà nếu các vị mà nêu cái câu Trạc Kiện bảo vị đó chỉ nói câu A, B, C, D, nói theo cách bỏ ngỏ đó, không có xác định, không có lập luận xác định, thì như vậy mấy câu đó chúng ta cẩn thận để chúng ta chọn câu này bỏ kia. Nhưng mà khi đã giải thích ba câu mà nó có tính cách là dứt khoát xác định thì như vậy chỉ còn có một đường là chúng ta trả lời câu D, cả ba câu trên đều đúng là nó đúng đó. Ở đây thưa quý vị, thì tất nhiên khi chúng tôi được mời ra đáp án thì chúng tôi cũng phải nói một vài điều, chứ cũng không có thể như vẽ đường cho quý vị. Là câu đáp cũng là câu cả ba câu trên đều đúng. Vì sao vậy? Bởi khi có người hỏi chúng ta tại sao không thể là linh hồn bất diệt, thì lúc đó nếu mà chúng ta chỉ trả lời có một câu thì như vậy nó chưa có đủ, nó chưa có đủ cái sức thuyết phục. Thế là chúng ta trả lời cả ba câu, vì
A, vì thức phải đi với căn cảnh. Khi mà nhãn căn tiếp xúc với cảnh sắc thì phát sinh lên nhận thức, vân vân. Mà nếu thức đi với căn cảnh mà căn và cảnh thì vô thường, thì tâm thức không thể là bất biến được, nó cũng phải là vô thường. Lửa mà nó phát sinh lên do hai cái dụng cụ, hai cái cục đá chạm vào nhau, một cái bụi khoan, một khoan trên cái gỗ và phát sinh lên lửa. Thì khi mà cái mũi khoan đó hoặc là hai cái dụng cụ đó mà nó bị hư, bị mất, thì như vậy lửa nó cũng sẽ không có nữa. Trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta, thứ nhất là chúng ta nói chúng ta chọn cái câu A. Còn nữa, cái câu trả lời thứ hai, tại sao tâm thức không thể là linh hồn bất diệt, thì chúng ta phải trả lời theo cái thứ hai. Tâm lý là một hiện tượng truyền duyên thọ, duyên ái an. Thì như vậy rõ ràng là vì cái này có mặt cho nên cái kia nó có mặt. Thì có năng duyên cũng có sở duyên, mà hành duyên cho thức, rồi thức duyên lục dập xúc xúc duyên thọ, thọ duyên ái. Một cái dây chuyền như vậy đó thì không thể gọi là một trạng thái duy chất. Thí dụ như bây giờ trong một cái công ty hay là một cái xí nghiệp và họ sản xuất một cái mặt hàng và theo di chuyển, cái khâu này thì họ chế biến chuyển qua khâu kia là đóng hộp, rồi chuyển qua cái khâu khác là họ dán nhãn. Qua một khâu khác họ xếp vào thùng. Thì như vậy khi một cái thùng kẹo á, rằng do một người làm, không thể nói do người làm được, mà phải nói là nhiều người, nhiều khâu làm. Do đó cho nên tâm thức không thể là một linh hồn bất diệt được. Và ở khía cạnh thứ ba, cái cách lập luận thứ ba này chúng ta phải nói, là nếu tâm thức là một linh hồn không cần phải tu tập nội tâm, vì nội tâm thanh tịnh tinh khôi từ đầu và không có dịch chuyển, thì thưa quý vị, chính vì
tâm thức nó có cái sự dịch chuyển, không giống như là cái linh hồn bất diệt, nó có sự dịch chuyển. Do đó mình mới có cái sự tu tập. Bởi tại sao vậy? Bởi vì hãy lục chập duy do xúc, xúc duyên thọ, đến cái chỗ này đó, nếu như mà không khéo tu tập đó, thì thọ duyên giả, rồi ái duyên thủ, thủ duyên hữu vô cực. Còn nếu mà khéo tu tập đó, thì lục chập duy xúc, mắt tay mũi lưỡi thân ý sẽ tiếp xúc với sáu cảnh trần, thì có nhãn xúc, nhĩ xúc, thị xúc, thiệt xúc, thân xúc. Rồi xúc sở sinh thọ, nó có nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ. Nhưng mà cho đến đây đó, khi mà thọ khởi lên, dù là thọ hỷ hay thọ lạc, thọ khổ hay thọ ưu, hay thọ xả, thọ đó mà một người khéo tu tập giải gì à, thì chỉ xác định cảnh thôi, chỉ xác định cảnh chớ không có, không có sự đắm nhiễm, không có sự tham luyến, hay là không có cái sự sân hận bực bội khi mà gặp cảnh xấu. Thì cái mà chúng ta tu tập á, là vì chúng ta biết rằng nó có chỉnh sửa được. Cũng giống như một cái món đồ, như bây giờ một cái bình bằng gốm, khi vừa mới ra phôi, phôi bằng đất sét đấy, thì vì đất sét nó mềm, nó có thể dịch chuyển, người ta có thể nắng lại. Do đó khi mà đưa ra rồi đó, thì người ta có thể nắng một cái khác được. Chứ còn nếu mà đợi đến khi mà đun rồi thì không có làm khác đi được. Nó rắn chắc rồi thì không thể làm khác đi được. Đằng này vì cái tâm thức nó có sự dịch chuyển, cho nên mới có cái sự tu tập nội tâm để mà chúng ta chỉnh sửa. Khi mà chúng tôi muốn tạo ra một cái tượng Phật với cái kiểu mẫu như vậy, nét y như vậy, thì chỉnh sửa là chỉnh sửa ngay từ cái lúc mà người ta mới có tạo cái phôi đất sét. Lúc đó chúng tôi đi đến tại chỗ để chúng tôi chỉ dẫn cho thợ họ cạo bọt, hoặc là họ sửa đất y lại, hoặc là sửa gương mặt lại, vân vân. Thì lúc đó được, chứ khi mà họ đã đúc khuôn ra rồi thành một cái nguyên liệu như là composite hoặc là mượn đồng, thì lúc đó khó sửa, không sửa được thôi. Nếu một linh hồn bất biến đó, thì không thể sửa được. Không thể sửa được có nghĩa là không thể tu tập được. Còn đằng này vì thức có cái sự dịch chuyển, cho nên mình mới có cái sự tu tập. Và Đức Phật cần một thuyết pháp để tu tập nội tâm. Bởi vì nếu mà ai nói linh hồn bất biến vậy, khỏi nguyện thành Phật hay nguyện đắc A-la-hán chi, bởi vì nó không thành đâu. Ai mà nghĩ rằng có một linh hồn bất biến thì hễ họ, cái linh hồn của họ là phàm phu,
phòng phu tánh, thì làm sao mà chỉnh thành cái tâm của giác ngộ được? Nếu cái linh hồn có biến cái tâm tánh của họ đó, cái linh hồn của họ ô nhiễm bởi tham sân si, thì như vậy nó cũng dính cứng ngắc tham sân si đó sửa không được. Còn đằng này vì cái tâm thức có sự dịch chuyển, do đó cho nên hễ cái tâm này mà nó ô nhiễm do tham căn sân căn si căn, thì khi mà cái anantara paccaya tức là vô gián duyên, sát na tâm này diệt, sát ra tâm khác sanh, người ta có sự tác ý để người ta sanh khởi cái tâm thiện khác. Như Đức Phật đã dạy, ai dùng các hạnh lành để xóa mờ ác nghiệp sẽ sáng chói đời này như trăng thoát khỏi mây thôi. Là mình chỉnh sửa lại, tu tập được. Vì do có cái sự tu tập để chỉnh sửa, để sửa chữa cho một cái tâm khác, cho cái tâm thiện sinh khởi, hoặc là cho chứng được cái thiền định hay đạo quả. Vì lý do đó cho nên chúng ta nói tâm thức là không thể là một linh hồn bất diệt. Vì câu hỏi này chúng ta phải trả lời lập luận với ba cái ý nghĩa trên, cho nên cái đáp án của cái câu trắc nghiệm số 2 này sẽ là câu D. Cả ba câu trên đều đúng. Xin thỉnh thượng tọa nhất đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy cho. Sao thủ kính thỉnh thượng tọa tiếp xúc. Tiếp theo thì xin kính thỉnh đại đức pháp tính, đại đức pháp tính có mặt ở trước máy và có nghe được không? Dạ. Thế đại đức pháp tính có thể trả lời cho câu thảo luận số câu trắc nghiệm số 3, cho đáp án câu trắc nghiệm số 3, và mời quý Phật tử trả lời. Tứ thực 24 chất liệu nuôi dưỡng trong Phật học dạy điều nào sau đây? A là bốn loại thức ăn, là món khai vị, món chính, món tráng miệng và thức ăn vặt. B là bốn loại thức ăn cho thân thể, thức ăn cho tinh thần, thức ăn cho trí tuệ, thức ăn cho niềm vui. C là bốn loại thức ăn, là cơm, bánh, vân vân để nuôi thân, cảnh nuôi tâm, tâm nuôi dưỡng sự sống, hay là danh sắc, và nghiệp tạo tác nuôi dưỡng luân hồi. D là bốn thứ thức ăn, là chất rắn, chất loãng, chất khí và điện năng. Mời quý vị thỉnh lời và kính thỉnh để được tính quan hệ cho các bạn.
Thưa vị, có lẽ tỉnh Đức Pháp Tính đang bị trục trặc kỹ thuật. Có lẽ bạch sư tổ thừa siêu, nhưng sư tổ có một cái mặt trước máy, sư tổ Hoa Kỳ trả lời luôn cho câu số lượng này, tại vì chúng ta không có thời giờ nữa. Kính thưa sư tổ thừa siêu Hoa Kỳ cho đáp án câu trách nhiệm số 3. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn thượng tọa. Kính thưa quý vị, cái câu trắc nghiệm số 3 này nè, thì bây giờ dầu cho chúng tôi có vẽ đường cho hưu chạy, nhưng mà chắc có lẽ là các Phật tử chúng ta sẽ gặp khó để chúng ta có thể trả lời cái câu này nè. Giờ để xem của quý vị nha. Pháp lữ là B. Chính tập 3 là B, là C. Nhiều giác 999 là B, từ mẫn là B. Còn ai nữa? Quang Việt 8 là C. Rồi hết rồi. Như vậy thì các vị có BC, BC trở lại BC. Bây giờ thì chúng ta sẽ phân tích cái chỗ này một chút. Tứ thực hay là bốn chất liệu nuôi dưỡng trong Phật học dạy, điều này dưới đây, điều nào dưới đây? Tứ thực đó không phải chỉ đơn thuần là bốn loại thức ăn khai vị, món ăn khai vị hay món ăn chính, món ăn tráng miệng, món ăn vặt, mà cũng không phải là nói đến cái triết lý thức ăn cho thân thể, thức ăn cho tinh thần, thức ăn cho trí tuệ, thức ăn cho niềm vui, mà cũng không phải là những thứ thức ăn chất rắn, chất loãng, chất khí hay chỉ là điện năng, không có đề cập đến chỗ đó đâu. Mà bốn loại thức ăn ở trong Phật học nói ở đây tức là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực. Thì trong cái câu C đó, cơm bánh lùi thân ở đây là chỉ cho đoàn thực, xúc thực. Vì có nhãn xúc, chỉ xúc, trĩ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Cái gì là xúc? Căn, gặp cảnh, phát sanh thức, căn cảnh thức. Như vậy gọi là xúc. Thì như vậy ở đây muốn nói đến cái cảnh lưu tâm, cái cảnh lưu tâm gọi là xúc. Vì có cảnh cho nên có tâm sanh, rồi tâm lưu dưỡng cho cái sự sống dịch sắc. Thì ở đây là thức thực, ở đây chỉ cho thức thực. Vì có thức quẩn, nó mới lưu dưỡng cho thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn là danh.
Và bước đó nó cũng tạo ra cái sắc tâm, đây gọi là sắc, hay là cái thức và thức tiếp tục đó, thì nó nuôi dưỡng cái sắc, sắc gì tiếp tục, ở sắc ý vật tiếp tục bằng cách là câu sinh duyên, hỗ tương duyên. Thì như vậy gọi là tâm nuôi dưỡng cho sự sống danh sắc, chúng ta gọi đây là thức thực. Còn nghiệp tạo tác nuôi dưỡng luân hồi thì cái này chỉ cho sanh chê tạc na hà rác, tức là tư niệm thực hay là tư thực. Vì Đức Phật đã dạy chê tạc na hàng phít hù vê cầm măng quà đa mí, này chư tỳ kheo, ta nói chính chê tạc na là tư tâm sở đó, tư đó là nghiệp. Cho nên người ta nói một cách khác đi, ta nói nghiệp tạo tác tu dưỡng luân hồi thì chúng ta phải hiểu đó là, đó là tư niệm thực. Thì chỉ có câu C là giải về đối đến bốn thực đúng theo cái nghĩa của tinh thực của Phật học. Nghĩa Phật học nói về tứ thực. Cho nên đáp án của chúng tôi ở đây là của cô C. Và xin chúc mừng quý Phật tử vị nào trả lời cô C. Và bây giờ thì chỉ còn có một phút nữa, xin tỉnh thượng tọa cho đặng trả lời Đức Phật bài học. Nam mô Bổn Thầy. Thưa anh Phật tử, bài kinh này còn dài. Thật ra thì chúng ta còn hai buổi học nữa liên quan đến bài kinh đại kinh đoạn từ ái này. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ vào chùa tu thì ngày qua thượng tịnh sự và sư trưởng thì hãy nói đi nói lại về điều này đó. Nói đi nói lại về vấn đề cái linh hồn trường cửu và cái hiện tượng của danh sắc, hiện tượng của tâm thức, hiện tượng của danh, bởi vì đối với các ngài điều này rất là quan trọng. Chúng ta là người học Phật á, mà không hiểu giáo lý duyên khởi đó, thì thật ra thưa quý vị, chúng ta chưa có đi vào thế giới Phật học được. Và hiểu giáo lý duyên khởi đó, thì chúng ta phải hiểu những cái tác động nó mang tính cách là tâm lý. Bài học này bài học rất là quan trọng. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Bồ Tát Tâm Ma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào Room để thuyết giảng, lãnh lễ những ngày thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú lành thay. Con tự mận thay mặt đại chúng trong Room chúng con kính tri ân quý chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy dạ. Kim chi kusala kamang ka pa pa ngi ya man man ka ye na vai cha.
Hãy